Xin chào các bạn, trên tay mình đang là một bộ mic có tên là MI2 đến từ nhà sản xuất Redicat. Đây là một thương hiệu vô cùng mới trên thị trường mic thu âm ở Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay liệu rằng bộ mic MI2 này nó có đáp ứng được nhu cầu sử dụng để cho các bạn làm phim chuyên nghiệp hay là nghiệp dư có thể sử dụng được hay không. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng xem thử trong bộ sản phẩm này sẽ có bao gồm những phụ kiện gì. Đây là một bộ mic wireless, mic không dây. Chúng ta sẽ cùng xem thử những phụ kiện bên trong của nó nha. Đầu tiên là đây các bạn có nhìn thấy này, chúng ta sẽ có ba cục này thì sẽ có một cục là cục nhận và hai cục còn lại là cục mic. Đó, một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cục nào là cục nhận và cục nào là cục mic. Lý do bởi vì tên của nó là MI2 chắc là dùng để dành cho hai người nói. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng. Và với cái sách hướng dẫn này thì mình sẽ quan tâm đặc biệt là cái này. Đây mình sẽ mở để cho các bạn có thể thấy chưa. Gần như đối với một số những cái dòng mic wireless thì mình sẽ quan tâm tới một số những cái thông số này của bộ mic này. Đầu tiên đó là về phần khối lượng của hai bộ mic này. Cục thu và cục phát thì nó khoảng tầm 35g. Và tiếp theo đó là cái dung lượng pin của bộ mic, nó lên tới là 7 giờ, 7 tiếng đồng hồ. Và cái phần mình cũng quan tâm không kém đó là cái phần khả năng thu phát không dây của bộ mic này. Đó, có nghĩa là cái bộ mic này nó có thể kết nối được với nhau ở tầm bao nhiêu mét. Thì với nhà sản xuất đưa ra cho chúng ta một thông số đó là 50m. Đó, các bạn có thể đi lại di chuyển trong phạm vi bán kính là 50m thì sẽ giúp cho chúng ta có thể sử dụng tốt ở bộ mic này. 50m ở đây là 50m nó không vật cản nha các bạn nha. Còn nếu như trong môi trường ở những cái phòng hoặc là bình điều kiện bình thường mà nó có nhiều những vật cản thì khoảng tầm 20-30m nó là thoải mái rồi, đúng không nào? Tiếp theo thì chúng ta sẽ có ở đây, đó là phần bông lọc gió. Với bông lọc gió này thì giúp các bạn có thể cài ở phần đầu mic để giúp chúng ta có thể nói mà nó cản được những cái phần gió khi chúng ta ngồi ở trước quạt này, hoặc là các bạn quay ở ngoài trời nơi mà nó có nhiều gió, nhiều tiếng ồn thì chúng ta có thể sử dụng cái phần bông lọc gió này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có như sau, đó là cổng cáp kết nối. Ở đây thì mình đang có hai loại cáp kết nối. Một là giúp cho các bạn có thể sử dụng bộ mic này dành cho điện thoại smartphone. Và thứ hai là các bạn sẽ có một cái đoạn cáp để giúp các bạn có thể kết nối bộ mic này với máy ảnh. Chúng ta nên nhớ là các bạn phải sử dụng hai loại cáp này sao cho nó phù hợp với những cái thiết bị quay phim của chúng ta. Loại dành cho điện thoại thì chỉ có thể sử dụng được với điện thoại, và loại dành cho máy ảnh thì nó chỉ dùng với máy ảnh thôi nha. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ có thêm một đoạn dây sạc cho bộ mic này. Dây sạc ở đây thì chúng ta sẽ có một cổng là cổng USB, và cổng còn lại thì chúng ta sẽ có tới 3 đầu là đầu Type-C, và 3 đầu này để sạc cho 3 cái đầu, hai cục nhận, hai cục phát và một cục nhận. Và đó là những cái đặc điểm lưu ý chính ở cái bộ MI2. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết hơn về cách sử dụng cũng như là chất lượng âm thanh của bộ mic MI2 này nha. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng trước. Cách sử dụng thì nó cực kỳ đơn giản. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải lựa chọn phần dây cáp kết nối sao cho nó phù hợp trước. Nếu như các bạn sử dụng với điện thoại smartphone thì các bạn nhớ nha, chúng ta sẽ sử dụng một đoạn cáp kết nối mà có in cái biểu tượng, nó là biểu tượng chiếc điện thoại. Nó như này, cái đầu biểu tượng mà nó có gắn điện thoại ấy, thì chúng ta sẽ cắm vào cái jack 3.5 của điện thoại. Và cái cổng còn lại ở đây thì chúng ta sẽ gắn vào cái cổng 3.5 của cục RX, cục nhận. Phần việc còn lại thì các bạn cứ bật cái cục TX lên thôi. Như này, chúng ta sẽ vào phần quay phim hoặc là ghi âm của điện thoại. Chúng ta sẽ bấm ghi và âm thanh nó sẽ thu vào trực tiếp video trên điện thoại của các bạn. Đó là đối với việc chúng ta sử dụng với điện thoại smartphone. Nó đơn giản đúng không nào? Còn nếu như các bạn sử dụng với máy ảnh thì sao? Nó cũng cực kỳ đơn giản. Thay vì chúng ta sử dụng cái dây cáp kết nối dành với điện thoại thì chúng ta sẽ dùng dây cáp kết nối dành cho máy ảnh. Như này. Đối với loại dây cáp kết nối dành cho máy ảnh ấy, thì hai đầu nó hoàn toàn giống nhau. Đó, các bạn cắm đầu nào cũng được. Phần này thì chúng ta sẽ cắm vào mic. Và cái phần hot shoe này thì chúng ta sẽ kẹp ở phần hot shoe của máy ảnh. Phần việc còn lại là chúng ta cũng bật hai cái cục TX này lên và các bạn có thể talk show. Và âm thanh nó cũng thu trực tiếp vào trong video ở trong máy ảnh của chúng ta thôi. Đó, đây, cách dùng với điện thoại và máy ảnh nó rất là đơn giản đúng không nào? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết về chất lượng âm thanh của bộ mic này nha. Xin chào quý vị và các bạn. Và đoạn video này thì mình đang test thử chất lượng âm thanh của bộ mic MI2 của Redicat trong môi trường ngoài trời, nơi mà có nhiều tạp âm, nhiều tiếng ồn. Liệu rằng chiếc mic này nó có loại bỏ được hay không? Và khả năng thứ hai đó là mình sẽ test thử tầm thu, tầm hoạt động của bộ mic này. Liệu rằng nó có được là 50m như nhà sản xuất đã đưa ra hay không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi nha. Vâng, và thưa quý vị và các bạn, mình đang cách chiếc máy quay của mình là khoảng cách 50m. Hy vọng là âm thanh của mình vẫn thu được ở trong máy quay. Đó là phạm vi lý tưởng để các bạn có thể sử dụng, đó là không vật cản. Các bạn nên nhớ nha, trong môi trường không vật cản thì chúng ta mới sử dụng được tối đa là khoảng cách 50m thôi. Còn trong phòng làm việc hoặc là môi trường nó có nhiều đồ vật thì chúng ta nên sử dụng ở trong phạm vi là bán kính khoảng tầm 20-30m là hợp lý nhất. Và lưu ý một điều rằng với những bộ mic như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng, đó là các bạn sẽ hướng trực tiếp hai bộ RX và bộ TX nó hướng về nhau. Nếu như các bạn quay lưng lại như thế này này, mình sẽ test thử để các bạn có thể thấy được nhá. Đấy. Lại như này. Đó. Bộ mic nó mới được collect và kết nối với nhau.
Đó, các bạn lưu ý khi chúng ta sử dụng những bộ mic như thế này để sao cho nó sử dụng được tốt nhất. Các bạn nhớ nhá, chúng ta phải luôn luôn hướng hai bộ RX và bộ TX này với nhau. Ngay kể cả trong trường hợp mình quay ở khoảng cách gần như thế này này, nếu mà mình quay ngược đó thì gần như là hai bộ này nó vẫn không thể. Chúng ta một điều luôn luôn phải cho bộ RX và bộ TX nó hướng về nhau như thế này thì các bạn mới thu được âm thanh chất lượng tốt nhất. Xin chào quý vị và các bạn, và đoạn video này thì mình đang test thử chất lượng âm thanh của bộ mic MI2 trong môi trường ngoài trời và mình sử dụng trên chiếc điện thoại smartphone của mình. Và với những cái tính năng của nhà sản xuất đưa ra thì chiếc mic này hoàn toàn phù hợp đối với các bạn là YouTuber hoặc các bạn vlogger thực hiện những video về du lịch này hoặc là những video trải nghiệm của mình. Ok, và với bộ mic MI2 này thì nó là mic dành cho hai người nói. Hơi tiếc một chút là ở đây thì mình mới chỉ test thử đó là dùng cho một người nói thôi. Nhưng mà với những cái tính năng này thì các bạn có thể thấy được bộ mic này hoàn toàn có thể sử dụng được dành cho một người nói cũng được, mà hai người nói cũng được. Và các bạn có thể kết hợp dùng với điện thoại cũng được và máy ảnh cũng được.